2021 và trong suốt năm 2022. Và đặc biệt ở đây của chúng ta sẽ có gì ạ? Theo đánh giá của IMF thì vào năm 2022 thì nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến một tốc độ lạm phát chưa từng có trong suốt 13 năm qua. Dần nhấn mạnh với các chị, theo đánh giá của World Bank, theo đánh giá của IMF thì vào năm 2022 thì nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến một tốc độ lạm phát chưa từng có trong suốt 13 năm qua. Các chị có thể thấy một điều là gì? Tại Mỹ, nền kinh tế Mỹ rất ổn định, tốc độ lạm phát của Mỹ hàng năm rất thấp. Tuy nhiên vào 6 tháng đầu năm của năm 2021 thì Mỹ chứng kiến một tốc độ lạm phát mạnh nhất trong vòng 13 năm qua, cao nhất từ tháng 8 của năm 2018. Tại Anh, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã chứng kiến một tốc độ lạm phát cao nhất trong suốt một thập kỷ qua, tính từ tháng 3 của năm 2012. Và tại Trung Quốc thì chỉ số CPI tháng 9 đã tăng 10,7%. Đây là một mức tăng mạnh nhất trong suốt 13 năm qua. Đây là một mức tăng mạnh nhất trong suốt 13 năm qua. Thì chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi: điều gì khiến cho nền kinh tế thế giới trong cái tháng cuối năm 2021 và trong năm 2022 sẽ chứng kiến một tốc độ lạm phát chưa từng có trong suốt một thập kỷ qua, sẽ chứng kiến một tốc độ lạm phát chưa từng có trong suốt một thập kỷ qua? Thì các anh chị có thể thấy là sao? Trong 2 năm qua, nền kinh tế toàn cầu bị chìm trong Covid. Mà khi đại dịch Covid diễn ra thì sao? Việc di chuyển hàng hóa giữa địa phương này với địa phương khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác, nó sẽ rất khó khăn. Nó sẽ rất khó khăn. Và chính cái việc di chuyển khó khăn này nó sẽ đẩy gì ạ? Nó sẽ đẩy chi phí logistics tăng cao. Trước đại dịch người ta có thể di chuyển một gì? Người ta có thể vận chuyển một container 40 feet từ Trung Quốc sang châu Âu chỉ mất 1920 đô. Nhưng ở thời điểm đại dịch hiện tại thì để làm sao? Để di chuyển một container như vậy từ Trung Quốc sang Mỹ nó mất tới 14.000 đô. Và trong năm 2022 thì người ta sẽ còn chứng kiến cái tốc độ gia tăng chi phí của logistics cao hơn nữa. Khi gì? Khi nó sẽ diễn ra một cuộc khủng hoảng thiếu vỏ container. Khủng hoảng thiếu vỏ container. Và các anh chị phải biết đó là logistics là một trong ba yếu tố lớn nhất cấu thành lên giá thành của sản phẩm. Thì khi mà chi phí logistics nó tăng cao thì giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng cao. Đó là yếu tố thứ nhất. Chúng ta xét ở yếu tố thứ hai, đó là nguồn lực lao động. Trong đại dịch Covid, các doanh nghiệp hoặc phải dừng sản xuất hoặc phải bỏ ra một chi phí rất lớn để có thể duy trì sản xuất. Và đặc biệt khi mà dịch nó tạm ổn lại, người ta muốn khôi phục lại sản xuất, người ta sẽ phải mất một mức chi phí rất lớn để làm gì ạ? Để thu hút, để tuyển dụng, để đào tạo lại lao động cho phục hồi lại sản xuất như cũ. Cái chỉ tưởng tượng chi phí lao động tăng, chi phí logistics tăng sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm tăng, giá thành sản phẩm tăng sẽ dẫn đến lạm phát. Ở yếu tố thứ ba đó là chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta có đứt gãy chuỗi logistics chuỗi cung toàn cầu. Đứt gãy nguồn lực lao động toàn cầu sẽ dẫn đến gì? Sẽ dẫn đến đứt gãy chuỗi sản xuất. Đứt gãy chuỗi sản xuất sẽ dẫn đến gì ạ? Sẽ dẫn đến thiếu hụt một cách nghiêm trọng nguồn nguyên liệu đầu vào. Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nguyên liệu đầu vào sẽ dẫn đến gì ạ? Tăng giá nguyên liệu đầu vào. Cái chỉ tưởng tượng ba thứ để cấu thành nên giá trị sản phẩm nhất là gì? Chi phí logistics, chi phí nhân lực và chi phí nguyên liệu đầu vào. Thì ba yếu tố đó đều tăng mạnh, nó sẽ dẫn đến gì? Dẫn đến giá thành sản phẩm tăng mạnh. Đó là ba yếu tố chính. Ngoài ra chúng ta còn có một yếu tố chính nữa khiến cho giá thành sản phẩm tăng mạnh, đó là gì ạ? Giá dầu thô trên toàn cầu sẽ tăng mạnh chưa từng có. Mà các anh chị tưởng tượng, giá dầu thô là gì? Dầu là nguyên liệu chính để vận chuyển, dầu là nguyên liệu chính để làm sao? Để duy trì quá trình logistics, dầu là nguyên liệu chính để duy trì vận hành nền công nghiệp toàn cầu. Thì chúng ta có vào tháng 4 năm 2012, có thời điểm giá dầu thô trên toàn thế giới đã xuống đến mức 20 đô trên một thùng. 20 đô trên một thùng. Có thời điểm lên đến khoảng 37-40 đô trên một thùng. Nhưng một năm sau vào thời điểm hiện tại, giá dầu thô đã tăng lên đến mức 85 đô một thùng. Và IMF, tổ chức tiền tệ thế giới đã dự báo là sao? Đến cuối năm nay giá dầu thô có thể tăng lên đến mức đó là 100 đô một thùng. Vào giữa năm sau có thể tăng lên 140 đô một thùng. Và vào cuối năm sau có thể tăng lên một mức giá chưa từng có trong lịch sử của thế giới. Đó là gì? 200 đô trên một thùng. Các anh chị tưởng tượng giá dầu thô tăng mạnh, giá logistics tăng mạnh, chi phí nhân lực tăng mạnh, chi phí cho nguyên vật liệu tăng mạnh thì sẽ dẫn đến gì? Sẽ dẫn đến đó là chi phí sản xuất tăng mạnh.
giá thành sản phẩm tăng mạnh sẽ dẫn đến đó là phát toàn cầu. Và ngoài yếu tố đó là dẫn ngoài cái yếu tố khiến cho chi phí sản xuất tăng mạnh ra thì còn yếu tố gì khiến cho gì ạ? Khiến cho đó là lạm phát sẽ bao trùm toàn cầu trong năm 2022 và nó cao nhất trong suốt một thập kỷ qua. Các anh chị có thể tưởng tượng đó là dịch Covid bao trùm toàn cầu suốt 2 năm qua thì nền kinh tế của các quốc gia sẽ bị suy giảm. Và để phục hồi lại nền kinh tế thì chính phủ bắt buộc sẽ phải làm gì ạ? Thứ nhất, chính phủ các nước sẽ phải đưa ra các gói kích thích kinh tế. Và các gói kích thích kinh tế này sẽ phải trị giá hàng chục tỷ đô la, hàng trăm tỷ đô la. Thứ hai, để phục hồi kinh tế, chính phủ sẽ phải làm gì ạ? Gia tăng đầu tư công. Thứ ba, đó để kích thích kinh tế, các chính phủ sẽ phải làm gì ạ? Nới lỏng các chính sách tài khoá. Và khi mà họ nới lỏng các chính sách tài khoá thì nó sẽ phải làm sao ạ? Lãi suất sẽ phải xuống thấp. Khi lãi suất xuống thấp thì một dòng tiền rất lớn từ trong dân và từ trong ngân hàng sẽ phải chạy vào thị trường và chạy vào sản xuất. Thì các anh chị tưởng tượng một cái, chính phủ đưa ra các gói kích thích kinh tế hàng trăm, hàng chục tỷ đô la, chính phủ tăng mạnh đầu tư công, chính phủ nới lỏng các chính sách tài khoá giống như là gì, giảm lãi suất ngân hàng, thì ngay lập tức một dòng tiền rất lớn sẽ đổ ra thị trường. Và chúng ta tưởng tượng một điều như thế này. Thứ nhất đó là gì? Chi phí logistics tăng, chi phí nhân sự tăng, chi phí nguyên vật liệu tăng, chi phí dầu thô tăng. Thì nó sẽ dẫn đến đó gì? Chi phí sản xuất tăng cao, giá thành sản phẩm tăng cao. Ở một góc độ khác, song song đó, chính phủ đưa ra các gói kích thích kinh tế hàng trăm hàng chục tỷ đô la. Chính phủ nới lỏng các chính sách tài khoá, chính phủ hạ thấp lãi suất vay ngân hàng, chính phủ đẩy mạnh đầu tư công sẽ dẫn đến gì ạ? Một dòng tiền khổng lồ sẽ được đưa ra thị trường. Và khi hai yếu tố này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo thành một điều tất yếu là gì? Lạm phát sẽ tăng cao. Và vì vậy theo đánh giá của IMF và đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì lạm phát sẽ là từ khóa chủ đạo của nền kinh tế trong vòng 2 năm tới. Và vào năm 2022, nền kinh tế toàn cầu lạm phát sẽ tăng cao chưa từng có trong suốt thập kỷ qua. Và tất nhiên Việt Nam của chúng ta là một nền kinh tế mở. Việt Nam của chúng ta trong thời gian qua cũng làm sao ạ? Cũng bị đứt gãy chuỗi logistics, bị đứt gãy chuỗi sản xuất, bị đứt gãy chuỗi lao động, rồi giá dầu thô cũng tăng lên. Sắp tới chính phủ của Việt Nam cũng sẽ đưa ra gì? Đưa ra các gói kích thích kinh tế. Vì vậy Việt Nam của chúng ta cũng sẽ không thể nào thoát được vòng xoáy của cái lạm phát như vậy. Vậy một câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở thời điểm hiện tại đó là gì? Một câu hỏi chúng ta đặt ra ở thời điểm hiện tại, 2 năm nữa khi mà toàn cầu chứng kiến một tốc độ lạm phát tăng cao chưa từng có trong suốt 10 năm qua, thì đâu sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong 2 năm tới? Tất nhiên các anh chị không thể nào giữ tiền mặt ở trong túi. Vì sao ạ? Vì ví dụ tốc độ lạm phát là 10% một năm thì năm nay các anh chị đang giữ 100 triệu. Sang năm các anh chị chỉ còn 90 triệu, sang năm các anh chị chỉ còn 80 triệu, sang năm các anh chị chỉ còn 70 triệu. Trong lạm phát, các anh chị và khách hàng của các anh chị luôn luôn phải nhớ một câu này: một đồng tiền của ngày hôm nay luôn luôn có giá trị hơn một đồng tiền của ngày mai. Một đồng tiền của ngày hôm nay luôn luôn phải có giá trị hơn một đồng tiền của ngày mai. Tất nhiên các anh chị cũng không thể nào giữ đô la trong người. Vì sao? Vì khi mà Mỹ lạm phát, Mỹ chính xác là trong 6 tháng của năm 2021 đã bị lạm phát cao chưa từng có trong suốt 13 năm qua. Và khi Mỹ bị lạm phát thì làm sao? Giá trị của đồng đô la sẽ bị giảm xuống cách nghiêm trọng. Mỹ bị lạm phát, giá trị của đồng đô la sẽ bị giảm xuống nghiêm trọng. Vậy ở thời điểm này đâu là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong vòng 2 năm tới? Chúng ta sẽ có 2 kênh. Thứ nhất đó là vàng, và thứ hai đó là bất động sản. Vàng và thứ hai là bất động sản. Vì sao mà sẽ gọi vàng là một trong 2 kênh đầu tư trú ẩn an toàn trong một đợt khủng hoảng lạm phát toàn cầu? Thì các anh chị nhìn lên trên sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy làm sao? Chúng ta sẽ thấy đó là có sự liên kết chặt chẽ giữa giá trị của đồng đô la và giá trị của vàng. Khi mà đồng đô la bị mất giá trị, người ta sẽ đổ tiền vào vàng và khiến cho giá trị của vàng tăng lên. Và khi đồng đô la giữ được giá trị ổn định thì người ta sẽ thoát ra khỏi vàng và khiến cho giá vàng giảm xuống, hoặc giá vàng giữ ở mức ổn định. Thì các anh chị sẽ thấy đó là một mối quan hệ chặt chẽ giữa đồng đô la và giá vàng. Thì khi mà lạm phát tại Mỹ, khi mà lạm phát toàn cầu thì giá trị đồng